chào tất cả các anh các chú ạ. Hôm nay hàng Nhật Bãi Long Hờ nhà em tiếp tục lên video giới thiệu cho tất cả mọi người một số hàng dụng cụ đồ bãi nhá. Ai có nhu cầu mua hàng thì alo hoặc nhắn tin trực tiếp cho em theo số điện thoại shop Long Hợi 0975275636 ạ. Địa chỉ của em ở Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội, có ship hàng toàn quốc. Trên mỗi mã sản phẩm thì em đều có đánh số thứ tự và giá tiền. Em sẽ đo kích thước và báo trực tiếp trên video. Nên là các anh các chú ai có nhu cầu mua loại nào thì nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em nhé. Số điện thoại của em là có Zalo, Facebook luôn. Mọi người có thể nhắn tin gọi điện tùy thích nha. Rồi bây giờ em quay đầu tiên vào mã số 1 nha. Số 1 đâu rồi? Đây số 1 đây. Số 1 là cái búa cao su nha. Số 1 là cái búa cao su. Đây ạ. Cái này còn đẹp nhá. Còn đẹp nhưng mà trông hơi bẩn một chút thôi. Chưa có vệ sinh ấy. Em chỉ lau sơ sơ thôi nhưng không có lau sạch đâu. Mọi người về vệ sinh qua đi một chút là rất là đẹp luôn. Đây, tay cầm của nó đây còn nguyên, không có bị rách hay như nào nha. Hơi bị xước một chút ở tay cầm. Cái này thì đây là mã số 1 này, búa cao su giá là 50 ngàn nhá. Tiếp theo số 2. Số 2 là cái đột nhá. Số 2 là cái đột này có hai cái. Cái này mới cả một cái bên dưới đây nhá. Đây, cái này thì tay cầm của nó có cái bọc này này. Cái này của thương hiệu Mokuba này. Japan này. Đó, em đo kích thước nhá. Cái này tổng chiều dài của nó là 22,5, còn cái miệng này của nó là được gần 4 cm nhá. Đây còn cái này nữa này. Cái này thì chiều này của nó được 10 cm, còn cái chiều này được 7,5 cm. Đây là mã số 2 nhá. Số 2 giá là 150.000 hai cái như này nhá. 150.000 hai cái. Rồi tiếp theo số 3. Số 3 là kìm nhá, kìm điện này. Cái này thì không có tay bọc của nó, không có cao su nhá. Đây cái miệng của nó như này. Miệng thì nó không kín lắm. Và cái này chiều dài của nó là 21 cm nhá. Đây là mã số 3 này. Mã số 3 giá là 120.000. Tiếp theo số 4. Số 4 thì cái này thì có tay cầm bọc cao su đây nhá. Trên đây nó có tên, logo các thứ các kiểu này. Đó. Con này miệng đẹp, khít không mẻ nhá. Đây là mã số 4. Chiều dài của nó là 16 cm. Mã số 4 giúp em này, giá là 100.000. 100.000 mã số 4 nhá. Mọi người có thể nhìn cận cảnh kìm này, rất đẹp. Tiếp theo mã số 5. Số 5 là cái mã kìm cắt. Cái này thì tay cầm của nó thì cái vỏ bọc là đã xấy xước nha. Cái này của thương hiệu Mary này, có logo tên thương hiệu này. Miệng con này khít này, không mẻ. Miệng khít đẹp không mẻ nhá. Tay cầm bọc cao su thì xấy xước. Cái này chiều dài của nó là 18,5 cm. Đây là mã số 5 giúp em này. Số 5 giá là 100k nhá. 100k mã số 5. Kìm còn đẹp nhá. Tiếp theo mã số 6. Số 6 cái kìm điện này này. Còn đẹp mới luôn. Đây, cái bọc cao su của nó rất là đẹp. Đây logo thương hiệu này và cái tên của nó này. Miệng khít nha, miệng này. Không có mẻ, miệng con này đẹp không mẻ. Cái bọc cao su của nó cũng còn đẹp, không rách nha. Chiều dài của nó là 16 cm. Đây là mã số 6 giúp em nhá. Số 6 giá 100k. Cái kìm này đẹp nhá. Sáng đẹp không. Số 7, tiếp theo số 7. Số 7 cái này thì không có bọc cao su nha. Ở đây nó có tên thương hiệu của nó này. Có logo này. Có logo này, khắc hình mũi tên các kiểu ở đây nha. Đây, miệng của nó đây, miệng đẹp nha. Miệng đẹp không mẻ nhá. Đây là mã số 7 đấy ạ. Số 7 chiều dài của nó là 18,5 cm. Số 7 giá là 100k nha. 100k mã số 7 này. Đấy mọi người ưng số 7 thì chốt cho em mã số 7 100k. Tiếp theo số 8. Số 8 cái này cũng không có bọc cao su nhá. Đây. Cái này là cùng thương hiệu với cả cái số 7. Đây ạ, tên thương hiệu này, Japan này. Logo các kiểu, đây ạ. Miệng con này đẹp khít này, không mẻ nhá. Con này dài này. Con này dài là 21 cm. Đây là mã số 8 giúp em nhá. Số 8 giá là 120.000. 120.000 mã số 8 này. Tiếp theo số 9. Số 9 cả số 10 giống nhau à? À không giống nhau.
Đây, số 9 đây ạ. Số 9 cái kim cắt nhá. Miệng con này đẹp này. Tay cầm cao su thì hơi sẩy xước nha. Tay cầm cao su hơi sẩy xước. Đây, tên đây. Hơi sẩy xước rồi nha. Không, đây bên này thì hơi rách một chút này. Nhưng mà còn đẹp. Cái này thì chiều dài của nó là 19 cm, mã số 9 giúp em nhé, giá là 100. Miệng còn đẹp, không có mẻ. Số 10. Số 10 nó cùng thương hiệu nhưng mà cái miệng của nó hơi khác nhá. Đây mọi người có thể nhìn thấy này. Con này thì hơi chặt một chút này. Mọi người về xịt cho nó ít dầu G7 hay cho nó tí dầu vào là nó trơn nhá. Xoay xước vỏ. Xoay xước con tay cầm này, mã số 10 nhá. Số 10 giá 100.000. Cái này chiều dài của nó là được 18,5 cm. Đây ạ. Con này thì hơi chặt một chút nha. Mọi người phải dọ thêm dầu vào mới được. Còn nếu để dùng không như này thì hơi chặt. Dọ thêm dầu. Đây cái miệng của nó như này nhá. Khít đẹp. Đây là mã số 10 giá 100 nhá. Số 11 này. Số 11 cái kim nhọn. Đây ở đây có tên thương hiệu này, logo này. Vỏ bọc sấy xước, da ban này, kìm nhọn nhá. Ở trên mũi là bị mất một đoạn này rồi. Miệng của nó thì còn đẹp. Cái này chiều dài của nó là 16 cm, mã số 11, kìm mũi nhọn, giá là 70k nhá. 70k kìm mũi nhọn số 11 này. Tiếp theo số 12. Số 12 là cái kìm bấm cốt này, logo chữ các kiểu này. Đây bên đây của thương hiệu Lotter nhá, hình con tôm này. Tay cầm cao su còn không có rách. Cái này chiều dài của nó là 25 cm nhá. 25 cm này, còn đẹp nhá. Đó. Đây là mã số 12 giúp em nhá, giá 150k. Tiếp theo mã số 13. Số 13 cái này đây, tên logo thương hiệu này. Đây đầy đủ nhá. Cái này thì miệng nó to hơn cái kia. Đây cái này thì cũng giá là 150.000. Cái này chiều dài của nó là 26 cm nhá. Cái này là tay cầm của nó còn nguyên này. Tay cầm còn nguyên, không có bị rách nha. Cái này mọi người bóp mạnh vào là nó mở ra nha, chứ còn cố mà mở ra như rằng ai như này là nó không mở ra đâu. Mã số 13 giá là 150.000. Tiếp theo số 14. Đây số 14 này, cái này của MCC da ban nhá. Số 14 đấy ạ. Miệng con này à. Đây, cái miệng của nó như này nhá, nó không có đẹp lắm. 120.000 mã số 14. Cái này chiều dài của nó là 21 cm. Mã số 14 giá 120.000 nhá. Người chốt mã số 14 thì nhắn tin gọi điện này. Tiếp theo số 15. Số 15 cái kìm mỏ quạ. Cái này dài 25 cm. Cái này da ban này, chỗ này hơi dỉ một chút. Của thương hiệu Top nhá. Top này. Đó. Giá là 15, giá là 120.000. Tiếp theo mã số 16. Số 16 là cái kìm. Cái gì? Cái kìm à? Cái kéo. Một cái kéo cắt tỉa. Cắt tỉa cây cảnh các thứ. Cái này chiều dài của nó là 24 cm nhá. Số 16 này. Số 16 giá là 100.000. 100.000 mã số 16 nhá. Số 17 này. Số 17 cái này cũng của MCC da ban này. Tay cầm cao su còn nguyên không rách. Đây, lưỡi con này đẹp không mẻ nhá. Mọi người về có thể vệ sinh mài qua một chút là dùng ok. Đây là chiều dài của cái này là 21 cm nhá. Mã số 17 giúp em này. Số 17 giá là 150.000. Đây. 150.000 mã số 17 nhá. Tiếp theo số 18 này. 18 là cái kìm. Cái này của thương hiệu Top này. Logo thương hiệu đây nhá. Đây.
chiều dài 20 cm. Đây là mã số 18, giá là 50k. Kìm đẹp sáng nhỉ, đẹp sáng. Số 19, số 19 là cái búa này, hai búa tròn nhá, búa đầu tròn này đó, cán gỗ đẹp chắc chắn. Cái này mã số 19 giá là 60k nhá, 60k mã số 19 này. Tiếp theo mã số 20, số 20 70k. Đây cái búa này to hơn nhá, to hơn cái búa kia, sáng đẹp, tay cầm chắc chắn, không nứt vỡ. Mã số 20 giá 70k. Tiếp theo 21, 21 là một cái kìm kẹp này. Cái này thì tay cầm hơi xây xước, nhưng mà cái miệng của nó thì không khác gì cái hàng chưa dùng cả. Đây vẫn còn nguyên cái tem Made in Japan này. Đo cái miệng nhá. Miệng này của nó được 4,5 cm. Còn chiều dài này, chiều dài của nó được 25,5 cm. Đây là mã số 21 giúp em nhá, giá 170k. Đây, khít thì khít luôn. Hàng 22, số 22 là cái xẻng làm vườn mini. Đây nó có tên này, logo hình con chuồn chuồn ở đây nhá. Số 22 này, số 22 dài 29 cm, giá 50k, xẻng làm vườn nhá. Đây hàng giống như hàng inox ấy, không có gì đâu. Số 23, số 23 là một cái kéo cắt cành phần lưỡi và phần tay cầm đúc liền luôn này, đúc liền hết xuống tận đây, tay cầm bọc gỗ có đinh tán đây nhá. Made in Japan này. Cái này lưỡi đẹp, không có lưỡi của con này đẹp, không không mẻ nhá. Lò xo đẩy ra khỏe này. Còn đẹp nhá, con này còn đẹp. Tổng chiều dài là được 21,5 cm. Còn phần lưỡi là được 5,5 cm nhá. Đây là mã số 23, giá là 230.000. Kéo cắt cành. Số 24, số 24 kéo cắt cành này. Cái này của thương hiệu Sada Japan nhá. Đây ạ. Cái này em đo kích thước nhá. Cái này chiều dài của nó là 20 cm. Phần lưỡi đo được là 5,5 cm. Đây là mã số, số mấy đây? Số 24, giá 100.000. Mở lưỡi kiểu gì đây? À đây, kéo cái này ra đằng sau à. Đây, đây khóa lưỡi ở đây ạ. Mã số 24 giá là 100. Số 25, số 25 cái cưa lách cán gỗ nha, cưa lách cán gỗ, răng đẹp này, test ok luôn nha. Tổng chiều dài là 33 cm, chiều dài của lưỡi là được 21 cm nhá. Số 25 giá 60k. Tiếp theo số 26, số 26 này, Made in Japan này. Cái này cũng là cái cưa lách này, như cán của nó là cán nhựa, cán nhựa nhá. Cái này chiều dài của nó là được 34 cm, còn chiều dài phần răng này của nó được 21 cm. Số 26 giá 130.000. Sắc rất là sắc luôn. Số 27, số 27 không biết là cái gì đây. Cái này nó ghi là 1/2 này, xong rồi tên thương hiệu này, bên đây là Japan này. Tay cầm của nó đẹp nhá. Cái này thì em không hiểu nó là cái gì đâu, con nào biết là cái gì thì mua nhá, chứ em thì em cũng chịu. Đây ạ, cái này thì chiều dài của nó là 45 cm nhá. Em đo tổng chiều dài là được 45 cm. Đây, cái này rất là đẹp luôn. Cái này thì mã số 27 giúp em nhá. Số 27 giá là 150k, 150k mã số 27 này. Tiếp theo số 28, số 28 là cái kìm, đây 28 này, 29 30. Đây số 28 nhá, số 28 của thương hiệu này Kakita này. Đây, trơn tru nhẹ nhàng nhá. Đây là mã số 28, em đo kích thước này. Đây, đo đây nhá, chiều dài này 21 cm nhá. Số 28 giá là 200 này. Tiếp theo số 29. Số 29 thì con này giống giống con này luôn. Kích thước như nhau, cùng thương hiệu này. Đo này. Cái này cũng 21 cm. Không khác gì con này luôn nha. Hai chị em sinh đôi.
Số 29 giá 200 này. Số 30. Số 30 thì con này là con của Kakuta. Con này lớn hơn nhá. Con này lớn hơn này. Con này lớn hơn này. Chiều dài của nó là đây em đo từ đây đến đây nhá, 25 cm. 25 cm. Đó. Đây, em đo từ phần này đến hết phần này được 25 cm nhá. Con này lớn hơn này, mã số 30. Số 30 giúp em nhá, giá là 220.000. Cuối cùng mã số 31, đá mài. Đá tháo máy đấy. Nhưng mà gần như nó là đá mới luôn mọi người ạ. Cái này chiều dài của nó đường kính của nó là được 18 nhá. Còn cái lỗ này đo được là 7 cm này. Chỗ này nhá, chỗ này em đo luôn này, 2 cm. Cái này nó mịn mịn đấy ạ. Nó mịn mịn. Mịn đấy nhưng mà không phải là mịn hẳn, mịn quá đâu. Thế yeah, mã số 31 nhá, giá là 700. Rồi trên video của em hôm nay có 31 mã sản phẩm. Mọi người ưng mã sản phẩm nào nhắn tin gọi điện chốt đơn ủng hộ em nhé. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Hẹn tất cả các chú ở những video tiếp theo. Mọi người xem video thấy hay cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới nhất bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo ạ.